Wow, đã quá Vi ơi. Nước rau củ quả vừa khỏe vừa ngon. Một hộp mỗi ngày cho tiêu hóa khỏe, đề kháng mạnh nha. Đối mặt với sức mạnh của trùm bốt và linh thú huyền thoại Hỏa Thìn, các thủ lĩnh của chúng ta vẫn không bị khuất phục. Nhờ sự trở lại của Bi bóng bẫy, thủ lĩnh Nana và Lan Lan cũng đã xuất hiện hợp sức. Sau đó, Vi sử dụng 6 triệu hồi cùng Bò Bò tạo ra khúc hoang ca của sữa, giải phóng các linh thú đang bị hắc hóa và giam cầm lấy lại lý trí. Cuộc đại chiến với Hỏa Thìn vẫn tiếp tục nổ ra giữa liên minh các thủ lĩnh linh thú và phe trùm bút. Giữa tình thế cam go ấy, Ngu đã quay lại cùng với linh thú huyền thoại Tuất Tuất. Ngu, may quá cậu vẫn bình an, còn có cả Tuất Tuất nữa. Xin lỗi đã để mọi người chờ nha. Trong lúc gặp nạn, Tuất Tuất đã giúp mình trị thương đó Vi. Lâu ngày không gặp nữ chú Vi. Bi đã làm theo lời anh Nu dặn, gọi thủ lĩnh Nana và Lan Lan tới giúp sức rồi nè. Bi bóng bẫy giỏi lắm. À, cậu Nu kìa. Trời ơi, ngầu xỉu. Thật kiên cường, cậu ấy vẫn quay lại chiến đấu cùng chúng ta sau khi bị Hỏa Thìn thổi bay. Trùm bốt, âm mưu lần này của ông sẽ bị đập tan mà thôi. Đúng vậy, chỉ cần dũng cảm, quyết tâm và đoàn kết, chúng ta nhất định sẽ không thua được. Giờ cái tên nhóc Nu cũng bình an vô sự. Linh thú huyền thoại Hỏa Thìn mà rốt cuộc lại không hại được đứa nào là sao? Chủ nhân à, ta nhịn ngài hơi lâu rồi đó nha. Ngài nói nhiều quá, ta cho xuống dưới tự đánh nhau bây giờ. Đâu có. Hỏa Thìn của ta là mạnh nhất, là vô địch. Ta thương nè. Trời ơi, ngầu quá. Hỏa Thìn cãi lại được ngài bớt luôn. Ê, ta không đánh Hỏa Thìn được, nhưng đánh tụi bay được đó nha. Xin lỗi sếp. Một lần nữa, cho chúng thấy sức mạnh tối thượng của ngươi đi. Tiến lên Hỏa Thìn. Nhớ cẩn thận nha Nu. Trùm bốt điều khiển Hỏa Thìn bằng máy phát sóng trên tay đó. Mình rõ rồi. Nào Tuất Tuất, sử dụng tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu đe dọa, sủa to khiến phòng thủ đối phương suy giảm, tăng sát thương của bản thân. Chiêu này chỉ có tác dụng với bọn linh thú nhỏ thôi, làm sao tác dụng được với ta? Đúng vậy, Hỏa Thìn của ta là vô địch. Vậy chiêu kế tiếp thì sao? Tuyệt chiêu cơn giận của lửa, bay đến tấn công đối thủ bằng đôi chân lửa. Ánh sáng trên giáp vàng làm đối thủ lóa mắt và tê liệt, đòn tấn công lan sang cả đối thủ bên cạnh. Chói quá. Cái gì mà sáng dữ vậy? Chủ nhân, mau tìm giùm ta, con trò đó đang ở đâu? Ta cũng bị lóa mắt giống ngươi mà. Ta ở đây nè. Lửa lan của ta rồi. Cái gì? Sếp bắt lửa tụi em rồi nè. Cứu tôi, ai cứu tôi? Trùm bốt đã bị tách ra khỏi Hỏa Thìn rồi. Mọi người mau nhân cơ hội này tung chiêu khống chế. Ra Tốc Kinh Ngư và Ra Chu Sói Băng, hãy dùng sức mạnh của linh thú hệ thủy khống chế Hỏa Thìn. Bọn bay quăng quật người già yếu vậy à? Ta vẫn còn mấy điều khiển linh thú đây, để ta cho các ngươi biết thế nào là lợi hại. Vậy thì ta sẽ tiếp chiêu, triệu hồi ếch samurai level 3. Tuyệt chiêu chém gió. Bất ngờ chứ ông boss. Không, bất minh thiên tài của ta. Hoa
mình được cứu rồi. Có chút băng mà đòi thắng được linh thú thượng cổ ta sao? Như vậy là sao? Không còn máy điều khiển nữa thì Hỏa Thình phải bình tĩnh lại chứ. Sống ức chế thần kinh từ khi mới sinh ra nên bây giờ Hỏa Thình vẫn còn rất hung hăng, chưa biết phải trái. Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Các bé hãy chờ đón ở tập sau nhé.